đồ gỗ Phạm ra là mới bàn giao xong một bộ bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á chưa cuốn thư cho gia đình anh Bó ở Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên. Bộ sản phẩm này thì gia đình anh đặt là 10 món, bao gồm một chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế đơn. Như các bác đang xem này, 4 chiếc ghế đơn, kê 3 ghế một bên và một ghế thì kê cùng với cả chiếc ghế dài. Đi kèm nó là một bàn lớn và hai đôn đầu bàn, một đôn ở góc này và hai đôn ngồi. Bộ sản phẩm này là 10 món, chất liệu là gỗ hương đá, mẫu Âu Á trường cuốn thư, vách thì đục tích tứ quý tổng cốc trúc mai, để các bác tham khảo. Và nếu mà anh chị em nào quan tâm đến bàn ghế gỗ hương, bàn ghế phòng khách thì có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm của công ty đồ gỗ Phạm Gia trên website là đogophamgia.com. Xưởng Phạm Gia nhà em sản xuất rất nhiều mẫu bàn ghế từ chất liệu là gỗ quý như gỗ hương, gỗ gõ, gỗ gụ, gỗ cẩm, gỗ chắc rất là nhiều. Cái bộ bàn ghế Âu Á này thì cũng không xa lạ gì với anh chị khi tham khảo bàn ghế. Mẫu bàn ghế Âu Á thì rất là nổi tiếng, không lỗi mốt và bền bỉ theo thời gian, và dáng ghế ngồi rất là thoải mái, kê trong không gian phòng khách thì rất là sang trọng. Đấy, chị em thấy mẫu bàn ghế Âu Á thì có là phần là chương cuốn thư hoặc là chương voi. Phần vách ghế thì có là cái mẫu vách đục. Đây là mẫu vách đục hiện hữu trên màn hình các bác đang xem, là mẫu vách đục tứ quý tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông, 4 mùa thịnh vượng quanh năm. Và có một mẫu nữa là mẫu vách trơn không đục, thì sẽ để ngắm vân, trơn được, dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Và mặt bàn của bàn ghế Âu Á thì thường là để trơn hoặc để đục tùy theo là cái vách ghế. Vách đục thì là mặt bàn cũng đục. Đục tranh rất là nhiều mẫu tranh. Đây là một bức tranh thuận buồm xuôi gió. Và nếu mà hàng trơn thì bàn sẽ bàn trơn. Và bàn ghế thì bên Phạm Gia làm giao bàn ghế thì đều có kính, kính bàn, kính đôn. Đây như trên màn hình các bác đang xem là đầy đủ hết, bao gồm ghế và bàn và kính đầy đủ hết. Và tổng thể cái không gian phòng khách này với chiều rộng của phòng khách nó 5m, chiều dài 7m, kê một bộ 10 món như trên màn hình các bác đang xem. Kê rất là thoải mái nhé. Diện tích này, lối đi này vẫn còn mét này. Đây các bác, gạch này gạch 80 thì lối đi này còn 1m, hơn 1m. Kê này rất là rộng. Nếu anh chị em mà quan tâm có thể xem trực tiếp tại website là đogophamgia.com. Và xưởng Phạm Gia xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng, và hẹn gặp lại anh chị em ở những cái video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.